sẽ hỏi mặt trước. Đây là lần đầu tiên em xào miếng lòng. Không biết nó sẽ như thế nào, nó có bị chèn bẹt không. Rồi bắt đầu em sẽ cho lòng vô. Lòng này nãy có ớt rồi. Nãy hồi nó nước tương á, mới mua nước tương, bây giờ nó cho miếng nước tương vô. Cho mớt vô rồi đây nè. Mớt á, bắt đầu mình xào nó như vậy là nó được rồi, đừng có để mềm quá. Cả nhà bắt đầu là em sẽ bỏ miếng vô, tại vì miếng hồi nãy em cũng đã trụng rồi nên là nó cũng mềm. Sẽ cho thêm chút xíu dầu ăn để cho nó mướt, chỉ là mình sẽ đem thêm bột ngọt, miếng bột ngọt. Nước tương, tại vì cái này em làm nhiều á, em bị nãy trộn thấy ít á, cái em thấy thêm á, quá trời. Rồi bây giờ mình đảo cho nó chín hàng rồi. Wow, nhìn quá ngon luôn mà không biết ăn có ngon. Thơm lắm cả nhà ơi. Oh my god.
Xin chào ông bà cô chú anh chị và các bạn đã đến video tiếp theo trên kênh YouTube của em Như La Cà nha. Hôm nay lần đầu tiên em Như làm món miếng xào lòng, cả nhà, miếng xào lòng gà lòng vịt đó, với lại gà nướng. Tại vì Henry thích ăn gà nên em có nướng thêm gà cho Henry. Rồi con chào ông bà cô chú chưa? Chào bà cô chú. Chào đàng hoàng. Chào ông bà chú. Con không bên đàng hoàng là chào bà cô chú đàng hoàng nha. Chào xin lỗi nha. Chú. Rồi. Hôm nay ba mẹ sẽ thưởng cho con đó chính là cái đùi gà nữa nè. Nay mình uống coca nha cả nhà. Hôm nay nhà em ăn cơm hơi trễ. Sao uống gì mà nhỏ vậy? Ba cắt cho con dễ á. Rồi bây giờ nhỏ gấp miếng nè. Nhỏ xíu. Rồi giờ mình ăn nha. Dễ chứ. Đây, để anh gấp trước cho. Bây giờ mình đổ nha. Đây đi nha. Ồ, đây miếng xào lòng gà với mướp. Đó, căng gớ lại nè. Rất là ngon nha cả nhà. Bà Phương nó lớn lại nè. Ngày nào cũng mưa hết. Hôm nay lại mưa nữa. Mưa thì ăn có thể rất là ngon. Để mẹ gấp cho Henry. Rồi gấp cho mẹ nha. Nè Henry, con ăn đi, con được uống ngọt nhiều. Con miếng hơi liên kết. Nghe hơi khó gấp. Tại em sợ nó bị nhừ nên là không ấy. Nè em cắt cho rồi đó, em có cắt rồi. Rồi, mời em. Cảm ơn. Em chắc gấp thêm quá. Để nhiều ăn cho nó. Bạn gấp cũng dần đẹp luôn nha. Rồi uống hết thôi nè. Thấy em ăn cái tô là cả nhà biết. Giờ mình cũng ly mời ông bà cô chú anh chị nha. Rồi. Rồi mẹ nữa. Rồi. Bây giờ em sẽ múc thêm lòng. Anh ăn đi anh. Múc ăn đi. Nhiều lắm. Làm nhiều lắm. Ăn đi em. Ăn thoải mái luôn. Henry ăn con. Bây giờ ăn cái đùi không mẹ? Mẹ xé cái đùi nè. Miếng này là miếng dông nha cả nhà. Miếng dông. Màu nó hơi sẫm. Dạ, nó hơi khó gấp. Mà này nó... Cho một cái kéo đi. Nó chín rồi đó. Này cái kéo. Cho cái kéo. Nó chín rồi đó. Có kéo. Kéo kìa. Em xin mời ông bà cô chú anh chị và các bạn nha. Em ăn trước nha. Đổ bụng. Yeah. Dạ Henry ăn đi con, Henry uống nước ngọt rồi. Dạ. Thôi đưa đây mẹ dẹp đi nước ngọt. Rồi ăn đi Henry nè. Bây giờ ăn gà không? Ba xé gà cho con nè. Đây ba xé gà cho. Quên rồi. Sao? Sao? Con không muốn ăn. Thôi. Đây là ba xin cho. Rồi ba cho miếng gà nè. Ba lấy miếng đi. Xin miếng gà nữa. Rồi. Em xin mời bà cô chú chị. Miếng gà. Ba không cần miếng gà cho ba. Ờ, hỏi cái chén cần xé ra. Xé ra. Ừ, nó hơi nhạt. Dạ, nó hơi nhạt. Đây, bà xé cho. Bà đi đưa chén này. Ừ, cho miếng nước tương nữa không? Hay là anh đi muốn cầm cái đùi. Cho nó cầm cái đùi cho. Đây, bây giờ để nguội nguội rồi ăn nha. Đó, ngon dữ à. Để nguội ăn nha con nha, có chừng phẩm nha. Con ăn cái này đâu qua, con không ăn ớt nữa. Nè, có ba nè. Không có cây. Không có cây. Nó đưa miếng rau. Miếng cắt, cắt. Quả cây mà ba mẹ mẹ cắt cho con gì. Nói chứ dính vô rồi. Bây giờ ba mẹ cắt con gì. Cắt liền. Bà xé cho. Con có miếng nước sạch. Không. Hôm nay Henry không ngoan á. Ông bà của chú không thương con đâu. Mẹ để đồ gà cho con. Ăn thêm nước tương không anh? Có nước tương này nè. Nước tương.
tương vô cho nó tay nãy sao nhiều quá nữa. Nghe rất là bùi và bén, không có trộn được đều. Có thêm một ít nào tỏi vi nữa rất là thơm. Chấm chấm nữa. Khó chén. Nước này nhiều quá bị bông chữa bác sĩ ở trên vi cái chả chứ nhìn kìa. Anh bắt đầu dở trò rồi. Rồi ok. Ở trên máy lạnh kìa. Wow. Có nó con thằng lặn mà. Cái đó con thằng lặn mà ba bắt ta cho con thằng lặn đi. Bây giờ con ăn xong nè bắt con thằng lặn cho con chơi nha. Ok. Rồi ngồi ngay ngắn lại. Ê mấy người kiểu anh. Ngồi ngay ngắn lại nha. Không yên tâm nữa. Em mời ăn không? Ăn con. Dạ. Ngon quá. Có muối ớt nữa à. Miếng ngon quá. Miếng này giờ mình trụng mình luộc cái nào nó cũng không có bị nhừ anh. Ừ. Dày. Ừ. Ừ, bốc khói luôn vậy nha. Mới bút chung miếng ớt cày quá. Em đi. Không, không, mẹ không cho. Con ăn đi. Bây giờ miếng nữa không? Thôi, uống nước ngọt nhiều cho tự. Lâu nước ngọt nhiều. Nhiều không nổi luôn miếng ớt. Nó sần sần cái mặt em luôn. Con cho em xin miếng nước tương. Nước tương không? Để như đây này. Để đây nè. Sao? Bị dính răng giống hôm qua hôm kia rồi phải không? Chanh con làm con giò hở. Tụt con sẽ ăn. Rồi. Bà sẽ gấp thêm miếng. Bên này em đang đói. Ớt cay lắm anh. Không cay lắm đâu nhưng mà thổi ra lửa được em. Có một cục ớt nè để mà thử. Nhưng mà ê, Henry. Nó phải có cây gánh ngọt bùi rồi. Cây cay nó mới ngon. Ừ. Con ăn đi để mẹ thử cái cục ớt. Đó, để mẹ thử nè. Thử cục ớt có cay không? Mẹ như cục ớt có cay không mẹ? Không. Không cay hả? Không mà cay nữa. Con có ăn vô là cay á mẹ. Hổng giờ, hổng giờ. Nó cay ngầm nha. Nó cay hổn luôn á chứ ngầm thì. Em ăn vô thì cắn đầu nó không cay. Đầu giờ thấm thấm rồi trời ơi. Ngon lắm. Ăn nước mắm vừa ca đó con. Mới hằng ngày con ăn ớt thịt ca đó. Con ớt thịt ớt ba mẹ thường có ăn ca lắm. Đâu con gấp tuổi cho ba mẹ coi. Con gấp ăn miếng trong mà con chúa coi nè. Gàn béo béo rồi. Trắng thì miếng gà nướng rất là ngon. Mai mưa từ sáng giờ luôn. Đang nghe vợ em thầy món này. Thì chiều chạy đi mua về. Hai chồng nấu rồi nó xong. Bữa nay em chưa lên clip luôn cả nhà, lên chảy.
gan ăn hết ít ăn làm gà làm vịt đó, nhưng mà ăn nhiều quá nghe nói là cholesterol nhiều mà em thích ăn đứa đấy. Em thích ăn miếng pate nha. Quá đã, quá đã. Ok. Con ăn rồi, nó gắp cho. Con ngồi dễ lắm. Con ngồi đi gắp cho miếng này nha. Miếng gan nha. Không biết anh biết ăn gan. Trời, cứ gắp đi rồi từ từ cũng ăn. Con đừng có. Yêu một miếng. Này trong chén này, mới gắp cho con này nè. Ừ, đó trong chén này, ngoan đi. Con ăn đi. Tôi nhìn đổ nha. Không có được gắp nhờ đổ mà. Đi. Phải ngoan nha. Không ít nữa, ăn hết trong đây đi rồi mình gắp. Tại vì bà cô chú anh chị á là rất là tươi, những em bé ngoan như là trời ơi giỏi. Anh đi bữa nay sẽ cố gắng để như là đó, anh đi phải cố gắng vui lòng ông bà cô chú anh chị đó, đúng không con? Chà, nghe tiếng bút 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 ghê vậy. Để mang thử miếng gà, xin mời bà cô chú anh chị nha. Wow, Henry. Oh. 10 điểm. Quá xa đã. Em sẽ chấm một miếng ớt. Cắn vô miếng ớt nữa. Thơm quá. Gà này ướp nướng đúng là vừa. Cho nên em sẽ không chấm muối ớt nữa. Em ăn sợi chỗ không? Con chấm muối ớt cay. Cái này ớt á, mình cho một miếng ớt bột Hàn Quốc á, với lại tương ớt cho nó thơm nè. Em là em đạo ông già. Nghe cố gắng nha. Nghe ăn được hết rồi. Nó mềm gà, nó mềm. Hơi giòn giòn. Sao con? Mẹ nấu ngon không? Mẹ nấu ngon con. Mẹ nấu ngon không? Không. Con một miếng giấy. Cho xin bà ơi. Đây, để bà lấy giấy nha. Vợ chồng em vui. Trời, cũng nhiều quá. Trước á, là em hay bị dạng như là những cái bình luận tiêu cực hay chửi em á, cái em sợ giống như mình đọc và mình buồn á, cái em không có đọc, em không đọc á mà vui lắm nha. Cái anh Phương á, anh đi đọc xong cái nó em có này vui lắm nè, em hỏi gì vui người ta chửi em quá trời. mà cứ như vậy không á. Nè bà lấy nha, chừng miệng này được không? Mà nhiều lúc anh thấy ngon á. Thầy giấy nha. Anh đâu có làm gì đâu. Tự nhiên em cũng bị chửi. Nói chung cuộc sống mà 9 người 10 ý, mình không thể nào mà làm vừa lòng tất cả mọi người trong xã hội được. Nhưng mà ai thương mến mình thì trộn gốc quả được ta. Ai thương mến mình thì mình tiếp tục. Còn ai mà không thương mến thì mình cứ bỏ qua thôi. Chứ giờ biết sao giờ. Hồi đó mới thì em hay bị những cái bình luận tiêu cực đó, sau em sẽ bị buồn, là nên là em sẽ không đọc nữa, giống như là không đọc. Còn là anh Phương á, vui lắm, ảnh đi đọc xong nó nói em này vui lắm, cái cứ ấy vậy đó, cái em bị kiểu như em bị buồn, cái như sau này á là em hết rồi, kiểu như mà người mình
mình đâu có thể nào mà ví dụ như là cả ngàn người, ví dụ biết bao nhiêu người coi clip thì mình đâu thể nào mình làm vừa lòng hết đâu, đúng không bà cô chú anh chị? Nên là nhiều lúc với em người ta chửi á. Đen đen. Miếng này kẹp với lại một miếng gà nướng nữa, hương vị nó tăng gấp đôi luôn. Này này mẹ cho thịt gà. Cái miếng này không, miếng này ngon, miếng này mềm mà. Miếng này mềm lắm luôn. Còn con có rồi đừng bỏ nữa. Con có rồi đừng bỏ nữa. Con có nè, một nè, hai nè. Ừ, sao mà một con mở nhỏ quá. Con biết ăn cái này. Con biết ăn cái này mà lấy muối bỏ vô tô hoài à. Con biết ăn cái này mà bỏ vô hoài à. Em thì em cũng mới làm YouTube nên là sẽ có những cái này kia ấy rồi này nọ, nên là ông bà cô chú anh chị giúp tí em á, là em rất là lắng nghe để em sửa đổi. Em nói thiệt, ai mà giúp tí em á là em vui lắm, tại vì tức là cô chú anh chị á có xem clip của em thì mới thấy được những cái lỗi sai đó, nên là góp ý cho em để em hoàn thiện mình hơn mỗi ngày, để gửi đến cho ông bà cô chú anh chị những cái clip hay hơn. Giống như là bây giờ ví dụ như còn một người yêu thương và ủng hộ em thì em cũng sẽ vẫn cố gắng để làm clip để ra cho cả nhà xem. Em thì em bỏ nữa, em không phớt cũng con bỏ nữa con không phớt không con đừng như vậy nha. Không chưa. Với là em nói chuyện cũng không có hay á. Con đừng bỏ nữa. Con chưa hết. Rồi thôi. Mà không chưa hết. Hai thằng mẹ hai thằng có thua nữa. Không. Mới đầu lại dở trò rồi đó. Ba đừng chịu em nói nha. Thôi. Thôi để mẹ ăn phụ cho. Đừng giận nha. Thôi bây giờ ba ăn phụ cho nha. Ba đừng bỏ em nữa nha. Không cần. Con không vậy là hư đó. Xin lỗi ba đi. Xin lỗi ba đi. Con xin lỗi ba đi, không là mẹ không thương nữa, mẹ ăn phụ nè, xin lỗi ba đi. Xin lỗi ba. Con xin lỗi ba. Mình nhỏ mình sai mình phải xin lỗi. Nghe chưa? Con xin lỗi ba đi. Không là mẹ không tha thứ cho con. Nào mẹ ăn giùm nè. Thôi mẹ ăn giùm rồi, vậy là coi như con đã ăn rồi đó. Vâng. Rồi thằng Duy thắng mẹ luôn. Tin mà nhưng mà. Giờ con xin lỗi ba đi. Xin lỗi ba đi. Hôm nay không ngoan nha. Hầu trâu cái nước ngọt nè. Xin lỗi bà. Nên là xin lỗi không? Anh này nó cứng đầu lắm nha. Cứng đầu. Nè. Thôi nè. Uống nè. Giận luôn. Thôi là gì? Giận là ông bà không thương con đó. Mà nói em đi xấu kìa. Trời ơi. Anh này anh giận. Giận dài. Thôi. Giờ em đi giận cứ giận. Còn vợ chồng em giận đứt ra. Để xem ai hơn ai nha. Em đi giận kệ Henry, ba mẹ vẫn ăn luôn. Em đi chiến thắng rồi kìa. Em đi chiến thắng rồi, giỏi rồi. Ăn gần hết luôn rồi kìa. Ê coi chừng đổ. Ê, ăn xong đi mẹ hưởng cho hũ chén sữa. Wow.
Dạ. Cái mướp này á là mướp hương á cả nhà. Ăn thơm. Cái gì vậy con? Mướp. Dạ không? Hai vợ chồng em tính hôm nào đi ra ở cái ruộng ở gần nhà, có cỏ có cây đồ ngồi rồi đó đứng đồ rồi đóng mát là một vài clip. Nhưng mà cái bữa giờ mưa đó nha, nên ở ngoài đó cái nó sình nó bị lúng. Ừ, của em chữa đi rồi nó mát. Rồi một cái bờ sông á, người ta câu cá nhiều. Cho em xin miếng khăn giấy rồi. Tốt quá rồi. Em thì nói chuyện không có được hay, với lại cũng không có được hoa mỹ hay là không có ấy, nên là em mong cả nhà thông cảm cho em nha. Em sẽ cố gắng hoàn thiện mình hơn mỗi ngày để nói chuyện thu hút khán giả hơn, hay hơn. Tại vì em thường khi là em nghĩ sao là em nói vậy à, chứ em không có ai muốn em nói gì là em nói, nghĩ sao em nói vậy. Em đi giỏi quá. Ôi Henry hả, ăn cái chén sạch bách luôn kìa ông bà cô chú. Sau những phút giây mà vợ chính tạm thời giờ đã ngoan trở lại rồi nè, nè bà cô chú cái đó. Chị ơi nè, bây giờ là đưa cái chén cho ông bà cô chú coi coi. Con khoe cái chén mà con ăn đã sạch sẽ cho ông bà cô chú anh chị đó. Xem nào đó, trời ơi giỏi chưa. Rồi đưa chén là đưa chén cho mẹ rồi, mẹ đưa chén ra. Đây em như đã ăn hết rồi nha cả nhà. Rồi tới em Henry nè. Henry đâu? Ôi anh ăn tới anh đánh vét từng cộng cuối cùng luôn. Chắc cái này khỏi rửa chén ha, ăn sạch liếm sạch khỏi rửa chén ha. Ủa giỏi rồi con ve chén đây nào. Chén ngon sạch chưa? Chưa còn mấy cọng. Mấy cọng nó dính phèo phèo tới ngày mai luôn á. Quá giỏi luôn. Hôm nay con thắng bà thua. Nghe bà thua đúng không? Hôm nay con là ăn nhanh, con là người chiến thắng. Ai trước là người thắng người thua hả? Là người đó chiến thắng rồi đó. Trời ơi con ăn sạch nhất luôn. Ăn thịt của con. Trời. À thịt phải không? Rồi xem nè, thịt nè. Đó bên kia kìa. Thịt mẹ để bên đây nè, chứ đâu phải của con. Con để lộn ở đó rồi. Không phải, cái đó không phải. Cái đó là mẹ để qua đây cho con đó. Cái đó, miếng thịt của con mẹ để qua đây nè. Nè miếng thịt của con nè. Dùng ở nhà. Miếng thịt giòn. Vợ chồng em cũng hay ghẹo ảnh lắm. Vui nhưng mà ảnh thấy ghét. Nhưng mà cũng hạn chế lại là sợ ảnh mình thường xuyên quá ảnh nhây với ảnh hỗn với mình. Nè miếng thịt của con. Con có hoa nữa. Rồi miếng thịt của con. Chèo quá hả, sao mà ăn nổi. Cười mà cười. Nè. Cười mà cười. Hỗn hỗn nha, hỗn mẹ quýnh á. Con đừng có nói vậy nha. Con chăm sóc hoài. Để mình nuôi dưỡng một đứa trẻ thật sự rất là khó. Ê hổ là mẹ quýnh á. Con nói gì sao ba nghe. Hổ là mẹ quýnh á, biết mẹ dữ. Tại không bây giờ mình đánh nhiều cũng không được, mà mình ghẹo nhiều quá cũng không được, mà thương nhiều quá cũng không được.
cho nên lúc nào nó cũng ở giữa lưng chừng hết. Thì nó giống như là một món ăn vậy, có cay đắng ngọt bùi. Ừ, vậy không mệt quá. Nhìn đi. Mình nếm trải đủ thứ thì mình coi như là đã biết ăn tất cả các món. Hôm nay anh lý sự lắm, em mệt lắm cả nhà. Rồi vì lúc anh nói chuyện là vợ chồng em coi như là cứng lưỡi luôn á. Nhưng mà cũng phải nói chung là đợi cho anh nguôi cái cơn nhai của anh á, rồi chứng chỉnh lại. Chứ không thôi là nó đi sai con đường nó luôn. Trời, ngạc nhiên chưa? Rồi, bây giờ xong chưa nè? Rồi, để em bé ăn, ba đừng ghẹo em nữa. Trời ơi, em bé lùi nhắn thú. Ba ngư ngang để ba nhìn con luôn rồi đó. Rồi ba thua rồi, ba đâu có chiến thắng rồi. Còn quá trời luôn, ba còn quá trời luôn. Trời ơi. Yeah, vỗ tay. Một chàng vỗ tay hít lại cho bé Henry. Rồi, mình ăn hết rồi, giỏi nè. Vậy bây giờ mình xuống mình rửa chén nha. Đang cái cọng hả? Nhưng mà lát nữa ăn xong là nhớ phụ dọn dẹp với lại rửa chén nha. Con có phụ dọn dẹp với ba mẹ không? Con ăn hết rồi, bây giờ con phụ dọn dẹp chứ khi con ăn ạ. Thôi con ăn xong hết rồi, con phụ dọn dẹp không nổi quá à. Trời ơi anh lười á, con phụ dọn dẹp không nổi quá à. Rồi hết rồi đó, giờ không dọn dẹp là vợ giỏi rồi đó, chiến thắng rồi đó. Về mẹ dọn nha, chịu không? Chịu. Dạ chịu. Con ăn no, con dọn dẹp không nổi lý sự. Rồi bỏ chén xuống, giỏi nè, ăn xong rồi nè. Bây giờ ăn nữa không? Chưa, không, ăn nhiều quá. Bà gấp kìa, con được gấp. Giỏi vậy. Nó nằm qua đây cho mà ta gấp nữa. Bây giờ ăn của con nha. Mình dành ăn của con nha, rồi con ăn đi. Ba mẹ không dành đâu, mẹ no rồi. Đó, mở miệng luôn, mở miệng luôn. Phải đưa vào cái đũa nó mới chịu hả? Rồi giỏi, bây giờ mình cụm ly cái nha. Mình cụm ly cái xong rồi mình chào ông bà cô chú anh chị và các bạn. Cụm ly đi. Này, con cầm ly của mẹ đưa kìa. Ly của con nè. Đây bà lấy ra, bà trường miệng ra. Trường miệng có không? Nếu bà trường miệng cho con trai nha. Tự chua đi. Tự chua đi con. Giỏi, đúng xong rồi. Đưa cho ba dục. Mẹ dặn là mình ăn xong mình phải chùi miệng sạch sẽ, bắt đầu mình mới uống nước rồi cũng lên. Yeah. Rồi. Ba hết rồi. Ba hết rồi, ba đợi con á, là hết rồi. Rồi xong chờ bây giờ chào nè. Rồi. Từ từ nha, uống nhiều quá là ói. Rồi được rồi. Không uống nhiều. Rồi, bỏ xuống. Giờ mình cười thì là tươi. Rồi ok, bây giờ chào nha. Giờ mình cười thì là tươi, mình nhìn. Giờ mới quay mình chào và cô chú anh chị nha. Video hôm nay trên kênh YouTube của em Như La Cà đến đây xin được kết thúc nha cả nhà. Hẹn gặp cả nhà vào những video tiếp theo trên kênh YouTube của em Như La Cà. Bây giờ thì em xin chào tạm biệt ông bà cô chú anh chị và các bạn nha. Bye bye.